Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào mùa xuân năm nay. Mức lương của các giám đốc điều hành hàng đầu tại một số tổ chức từ thiện ở Canada trong khoảng từ 200.000 đến 250.000 đô la. Rentals.ca và Statcan hợp tác tạo ra chỉ số thị trường nhà cho thuê mới. Những đề nghị đưa tiền để lấy chìa khóa cash for key đang gia tăng ở Toronto. Ford thu hồi 20.000 xe bán tải F150 ở Canada. Cùng những tin tức đáng chú ý khác và sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi. Mùa đông không có tuyết người Canada nên mong đợi điều gì trong phần còn lại của mùa. Sau khi trải qua tháng 12 ấm kỷ lục ở Canada, tháng 1 dự kiến sẽ mang đến sự thay đổi về kiểu thời tiết với tình trạng lạnh và có tuyết trên diện rộng. Việc thiếu tuyết vào tháng 12 đã ảnh hưởng đến các hoạt động mùa đông trên khắp đất nước, ảnh hưởng đến các sân trượt băng ngoài trời ở Montreal. Các đường trượt tuyết xuyên quốc gia ở Manitoba và các ngọn đồi trượt tuyết khiến có ít đường trượt hơn. El Niño đã góp phần khiến điều kiện ôn hòa hơn và ít tuyết hơn ở Canada trong tháng 12. Bất chấp ảnh hưởng của El Nino, thời tiết ấm áp cực độ trong tháng 12 đặt ra câu hỏi liệu các yếu tố khác chẳng hạn như là biến đổi khí hậu có đóng vai trò nào đó hay không. Dự báo cho thấy nhiệt độ sẽ thay đổi theo hướng lạnh hơn vào tháng 1 trong khoảng từ âm um 20 đến âm um 30 độ C ở vùng Prairies và những ngày lạnh hơn ở những nơi như Toronto. Mặc dù dự kiến có tuyết nhưng tổng thể mùa đông có thể ngắn hơn do thời gian trong mùa đã trôi qua. Tác động của biến đổi khí hậu đối với lượng tuyết rơi trung bình ở Canada vẫn chưa chắc chắn. Một số thành phố có lượng tuyết rơi nhiều hoặc nhiều hơn một chút, nhưng sự dao động nhiệt độ ảnh hưởng đến việc giữ tuyết. Điều kiện lạnh hơn kéo dài cho các hoạt động mùa đông có thể trở nên kém tin cậy hơn, đặc biệt là ở các khu vực như Toronto, Ottawa, Montreal, nơi đã quan sát thấy điều kiện ôn hòa hơn. Bất chấp những khác biệt, các khu vực như Prairies dự kiến sẽ tiếp tục trải qua mùa đông có nhiều tuyết. Deloitte cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào mùa xuân năm nay. Deloitte Canada cho biết nền kinh tế Canada sẽ tăng trưởng trở lại vào nửa cuối năm 2024 vì cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào mùa xuân này. Báo cáo triển vọng kinh tế của công ty dự đoán tốc độ tăng trưởng trì trệ trong nửa đầu năm do tác động của lãi suất cao hơn tiếp tục tác động đến hệ thống. Ngân hàng Canada đã giữ lãi suất chủ chốt ổn định ở mức 5% trong tháng 12 sau một chiến dịch tăng cường mạnh tay nhằm chống lạm phát. Deloitte cho biết lạm phát vẫn ở mức cao khó chịu ở mức 3,1% tính đến tháng 11, nhưng khó có khả năng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng Don Desjardins của Deloitte Canada nói rằng chúng ta không nên kỳ vọng lãi suất sẽ quay trở lại mức thấp trước đại dịch. Desjardins cho biết động lực của nền kinh tế và thị trường việc làm sẽ cải thiện vào nửa cuối năm 2024 khi niềm tin bắt đầu phục hồi bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản, chúng tôi là Thông Nguyễn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp, hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Mức lương của các giám đốc điều hành hàng đầu tại một số tổ chức từ thiện ở Canada trong khoảng từ 200.000 đến 250.000 đô la. Theo một phân tích của The Canadian Press, một số lãnh đạo tổ chức từ thiện của Canada trong lĩnh vực môi trường, bảo tồn và bảo vệ động vật đang nhận được các gói bồi thường bằng hoặc cao hơn mức lương của các thủ hiến cấp tỉnh. Đánh giá tập trung vào 17 tổ chức từ thiện trong danh mục môi trường và bảo vệ động vật chỉ chiếm hơn 1% tổng số tổ chức từ thiện trong các lĩnh vực này. Mức lương từ 200.000 đô la đến 250.000 đô la được chọn làm mức giới hạn phù hợp với mức lương của hai thủ hiến cấp tỉnh được trả lương cao nhất vào năm 2022. Đất Unlimited Canada có giám đốc điều hành được trả lương cao nhất với hai người kiếm được trên 350.000 đô la, ba người có từ 250.000 đến 300.000 đô la và bốn người là từ 200.000 đến 250.000 đô la. Phân tích cho thấy phong trào xanh đã trở thành một ngành công nghiệp nhỏ, trong đó các giám đốc điều hành từ thiện biển minh cho mức lương cao dựa trên khả năng cạnh tranh trong ngành. Một số tổ chức từ thiện bao gồm gồm quỹ David Suzuki và quỹ động vật hoang dã dạ thế giới Canada đã bảo vệ các gói bồi thường của họ với lý do cần phải thu hút và giữ chân nhân sự lành nghề. Các nhà phê bình cho rằng việc trả lương cao cho các nhà lãnh đạo tổ chức từ thiện có thể mâu thuẫn với nhận thức của công chúng về các tổ chức này, vốn được cho là ưu tiên trách nhiệm xã hội và môi trường. Dữ liệu về khoản bồi thường được lấy từ biểu mẫu khai báo thông tin từ thiện đã đăng ký T3010 nộp cho cơ quan thuế Canada. Phân tích cho thấy phần lớn các tổ chức từ thiện đã đăng ký trong các lĩnh vực được kiểm tra đều dựa vào tình nguyện viên hoặc có lực lượng lao động được trả lương khiêm tốn. Các tổ chức từ thiện có mức thù lương cao hơn bao gồm Nature United, Liên đoàn Cá hồi Đại Tây Dương, Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên Canada và Hiệp hội Bảo tồn Alberta. Một số đã không trả lời yêu cầu bình luận. có thể sẽ có nhiều camera đèn đỏ và camera bắn tốc độ hơn ở trên đường phố Toronto. Toronto đang xem xét mở rộng hệ thống đèn đỏ và camera tốc độ tự động để tăng cường an toàn trên đường bộ. Một báo cáo của nhân viên thành phố đề xuất mở rộng hệ thống xử phạt hành chính để xử lý các vé do các thiết bị tự động này phát hành, loại bỏ hệ thống tòa án cấp tỉnh để xử lý tiền phạt. Nếu được chấp thuận bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, những người bị phạt vượt đèn đỏ hoặc camera bắn tốc độ sẽ kháng cáo tiền phạt tại tòa án bán tư pháp của thành phố thay vì tại tòa án cấp tỉnh. Sự thay đổi này nhằm mục đích nâng cao năng lực của hệ thống tòa án vi phạm cấp tỉnh và đẩy nhanh việc xử lý vi phạm giao thông phù hợp với kế hoạch an toàn đường bộ Vision Zero của Toronto phó thị trưởng jennifer mccarthy tin rằng sự thay đổi này sẽ hỗ trợ việc mở rộng chương trình thực thi tốc độ tự động tăng gấp đôi số lượng camera kiểm soát tốc độ trong thành phố. Các nhà phê bình bày tỏ lo ngại về việc hạn chế khả năng thách thức các khoản phạt trước của các cá nhân và làm gián đoạn quá trình tố tụng. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, có khả năng giảm bớt tình trạng tồn động các vụ án nghiêm trọng tại tòa án như đã thấy trong việc chuyển đổi phiếu đậu xe sang hệ thống xử phạt hành chính vào năm 2016. Toronto hiện chi hơn 16 triệu đô la hàng năm cho việc thực hiện các các chương trình vượt đèn đỏ và vi phạm tốc độ với kế hoạch tăng lên gần 50 triệu đô vào năm 2026. Doanh thu tạo ra từ các chương trình đạt gần 70 triệu đô vào năm 2023. Trong khi những người ủng hộ nhấn mạnh việc tập trung vào an toàn đường bộ, những người chỉ trích đặt ra câu hỏi về niềm tin của công chúng và nhận thức tiềm năng về hệ thống này như một công cụ tạo doanh thu. Đề xuất này phải được ủy ban phê duyệt vào tuần tới và cần có sự chấp thuận cuối cùng của hội đồng thành phố vào tháng 2. Rentals.ca và StarScan hợp tác để tạo ra chỉ số thị trường nhà thuê mới cơ quan thống kê canada và trang web nhà ở rentals.ca đang hợp tác để tạo ra một chỉ số thị trường nhà cho thuê mới rentals.ca đã công bố quan hệ đối tác chia sẻ dữ liệu với cơ quan liên bang vào thứ năm trong một thông cáo báo chí trang này cho biết chỉ số ngành thị trường cho thuê sắp được công bố sẽ theo dõi các xu hướng trong ngành nhà ở cho thuê trên khắp canada với mục tiêu giúp chủ nhà và người thuê đưa ra quyết định sản xuất Rentals.ca sẽ cung cấp cho StatCan dữ liệu danh sách cho thuê trong khi cơ quan này sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm phân tích tổng hợp và phát triển chỉ số. Rentals.ca cho biết chỉ số này cũng nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách ở tất cả các cấp chính quyền hiểu rõ hơn về cách giải quyết nhu cầu nhà ở của người Canada. Chỉ số này cho phép các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển và công chúng Canada nói chung đưa ra những quyết định sáng suốt hơn để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn cung nhà cho thuê. Rentals hợp tác với công ty nghiên cứu urban nation công bố báo cáo tiền thuê nhà hàng tháng nhằm kiểm tra giá chào thuê trung bình trên khắp canada và chúng đã thay đổi như thế nào theo thời gian Báo cáo mới nhất của họ cho thấy giá thuê tất cả các loại nhà ở Canada trung bình là 2.174 đô la trong tháng 11, thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục là 2.178 đô la được thiết lập vào tháng 10. Rentals.ca cho biết mối quan hệ hợp tác mới của họ với cơ quan thống kê Canada thể hiện một bước quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiểu biết trong thị trường nhà cho thuê ở Canada. Nghĩa Trang và nhà quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp diện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Những đề nghị đưa tiền để lấy chìa khóa Cash for Key đang gia tăng ở Toronto. Những trường hợp chủ nhà đề nghị đưa tiền mặt cho người thuê dọn ra khỏi căn hộ của họ đã gia tăng ở Toronto. Các chuyên gia bất động sản cho rằng sự gia tăng của những lời đề nghị đưa tiền mặt lấy chìa khóa này là do áp lực tài chính mà chủ nhà phải đối mặt bao gồm cả lãi suất cao hơn. Các quy định kiểm soát tiền thuê nhà của Ontario đã khiến chủ nhà phải chọn các lựa chọn như tự mình chuyển vào ở, tiến hành cải tạo và cho tiền người thuê nhà thường được gọi là đưa tiền mặt để lấy chìa khóa. Đề nghị đưa tiền mặt để lấy chìa khóa dường như phổ biến hơn đối với các nhà đầu tư bất động sản muốn bán tài sản của họ, đặc biệt là ở các căn hộ được kiểm soát tiền thuê. Sự chậm trễ tại tòa án giải quyết tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê nhà ở Ontario có thể góp phần làm tăng tần suất đưa tiền mặt lấy chìa khóa. Số tiền thanh toán trong các đề nghị này rất khác nhau, từ 2.000 đô đến 25.000 đô, với các yếu yếu tố như số tiền thuê và tình hình tài chính của cả hai bên ảnh hưởng đến cuộc đàm phán. Một số chuyên gia cho rằng khi các khoản thế chấp được gia hạn với lãi suất cao hơn trong tương lai, việc trả tiền mặt để lấy chìa khóa có thể trở nên phổ biến hơn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hợp đồng thuê hiện tại. Những lời đề nghị này được coi là kết quả của những hạn chế tài chính đối với chủ nhà và tần suất có thể tăng lên khi điều kiện kinh tế chẳng hạn như là lãi suất cao hơn ảnh hưởng đến lợi nhuận của tài sản cho thuê. Dân số bán nhà ở khu vực Toronto trong tháng 12 tăng, dự đoán sẽ phục hồi vào năm 2024. Doanh số bán nhà ở Greater Toronto đã tăng 11,5% trong tháng trước so với tháng 12 năm 2022, khi Ủy ban Bất động sản khu vực Toronto cho biết họ kỳ vọng năm 2024 sẽ mang lại sự phục hồi trong hoạt động sau một năm gặp khó khăn vì không thể chi trả được. Doanh số bán 3.444 căn vào tháng trước đã đẩy tổng số căn nhà được sang tay hàng năm lên 65.982 căn, giảm 12,1% so với năm 2020. Năm 2022, với nhiều người mua đã phải đứng ngoài vào năm ngoái do lãi suất thế chấp cao. Giá nhà trung bình vào cuối năm là 1 084.692, tăng 3,2% so với tháng 12 năm 2022. Chi phí đi vay dự kiến sẽ có xu hướng thấp hơn vào năm 2024, lãi suất thế chấp thấp hơn cùng với nền kinh tế tương đối kiên cường sẽ chứng kiến doanh số bán nhà phục hồi trong năm nay. Trên khắp GTA, doanh số bán hàng vào tháng 12 đã tăng so với cùng kỳ năm trước ở tất cả các hạng mục, ngoại trừ căn hộ chung cư giảm 1,4%. Nhà liên kề dẫn đầu về mức tăng trong khu vực với doanh số bán tăng 36,7% trong tháng. Tại thành phố Toronto có 1.266 vụ mua bán ở vào tháng trước, tăng 10,1% so với cùng thời điểm của năm 2022. Trong toàn bộ phần còn lại của GTA, doanh số bán nhà đã tăng 12,3% lên 2.178 căn nhà. Số lượng nhà đăng bán đã giảm 6,6% xuống còn 3.886 trong tháng 12 so với 4.161 trong cùng tháng của năm trước. Giám đốc phân tích thị trường của Hội đồng Quản trị Jason Mercer cho biết những người có thể tham gia thị trường năm ngoái được hưởng lợi từ nhiều sự lựa chọn hơn, cho phép nhiều người trong số họ thương lượng giá bán thấp hơn. Ford thu hồi 20.000 xe bán tải F-150 ở Canada. Ford đang thu hồi khoảng 20.000 xe bán tải F-150 ở Canada do vấn đề với một số bu lông trục sau có thể làm tăng nguy cơ chấn thương hoặc va chạm. Việc thu hồi áp dụng cho các mẫu xe từ 2021 đến 2023 được trang bị gói trailer Tow Max Duty và trục hạng nặng 9,75 inch với thiết kế trục phao 3 trên 4. Các bu lông trục sau rất dễ bị gãy dẫn đến xe di chuyển ngoài ý muốn khi đổ xe mà không có phanh tay. Điều này xảy ra khi các trục trục sau bị hư hỏng nặng và bị bong ra. Các trục trục sau bị tước cũng có thể dẫn đến mất động lực khi vận hành bốn cầu. Ford chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến vấn đề này. Cơ quan an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ đã thông báo cho người tiêu dùng về đợt thu hồi ảnh hưởng đến 112.000 xe tải và sẽ tiến hành sửa chữa tạm thời cho những xe gặp phải tiếng lách cách hoặc lạch cạch liên quan đến chốt trục sau. Ford đã bắt đầu sản xuất những chiếc F-150 mẫu 2024 và các đại lý đang bán chiếc cuối cùng trong số hàng tồn kho của năm 2023. Trong năm trước, Ford đã thu hồi hơn 870.000 xe tải F-150 cỡ lớn do phanh đổ điện tử có khả năng hoạt động bất ngờ khi đang lái xe. Lễ hội trà lớn nhất Canada sắp đến Toronto. Lễ hội trà Toronto lớn nhất ở Canada sẽ quay trở lại để sưởi ấm cho bạn trong mùa đông này. Hầu hết đều có thể đồng ý rằng thời điểm tốt nhất để thưởng thức một tách trà nóng là trong cái lạnh tối tăm của mùa đông và lễ hội trà Toronto diễn ra ở đây để đưa loại trà đó lên một tầm cao mới vào cuối tháng Giêng. Kỷ niệm 10 năm hoạt động lễ hội diễn ra tại Apple Salon tại thư viện tham khảo Toronto và có rất nhiều sự kiện hoàn hảo cho những người đam mê trà cũng như là những người uống trà bình thường. Sự kiện chính của lễ hội là thử thách đóng hộp trà, được mô tả là giải thưởng do mọi người bình chọn về trà. Những người nếm thử tình nguyện có thể nếm thử tuyển chọn các loại trà từ các loại trà khác nhau như ô lông, trà thảo mộc và mới trong lễ hội năm nay như là matcha, vinh danh là loại trà ngon nhất trong mỗi danh mục. Tuy nhiên, lễ hội không dừng lại ở đó, sẽ có một số buổi nói chuyện của các chuyên gia và chuyên gia về trà, các nghi lễ trà đạo của Trung Quốc và Nhật Bản cũng như là các nhà cung cấp nơi bạn có thể mua trà và tất cả các dụng cụ cần thiết để chuẩn bị cho một tách trà hoàn hảo. Sự kiện sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào thứ bảy ngày 27 tháng 1 và chủ nhật ngày 28 tháng 1. Vé có giá là 17 đô la cho một ngày hoặc 26 đô la cho vé đi 2 ngày và có thể mua qua trang web của lễ hội. Hóa đơn điện thoại Rogers và Bell sẽ tăng. Cả Rogers và Bell đều chuẩn bị tăng cước cho các gói không dây. Khách hàng của Rogers và Fido có thể bị tăng từ 7 đến 9 đô la tùy thuộc vào các gói của họ. Giá mới sẽ được thể hiện trên hóa đơn bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 đối với khách hàng không có hợp đồng có thời hạn. Bell cũng sẽ tăng giá cước, trong đó một khách hàng báo cáo rằng gói cước của họ sẽ tăng thêm 6 đô la bắt đầu từ tháng 2 năm 2024. Lý do tăng giá được đưa ra là do đầu tư liên tục vào việc cung cấp các dịch vụ đẳng cấp thế giới, kết nối đáng tin cậy và hỗ trợ nhu cầu mạng ngày càng tăng. Bất chấp tỷ lệ tăng, Hiệp hội Viễn thông Canada CTA lưu ý rằng chi phí dịch vụ truy cập Internet đã giảm gần 7% trong 5 năm qua và giá dịch vụ di động đã giảm hơn 47% trong cùng thời kỳ. CTA cho rằng việc giảm giá là do các khoản đầu tư liên tục của ngành viễn thông vào việc mở rộng và nâng cao mạng lưới, cung cấp cho các thuê bao tốc độ nhanh hơn, vùng phủ sóng rộng hơn và phân bổ dữ liệu lớn hơn. CTA nhấn mạnh rằng việc giảm giá này trong lĩnh vực viễn thông hoàn toàn trái ngược với mức tăng lạm phát chung là 19% trong cùng thời kỳ. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đồng đô la Canada tương đương với 0,7488 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6839 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 18.323 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 24.466 đồng Việt Nam. Một ounce vàng có trị giá là 2.047,48 đồng đô la Mỹ tương đương với 2.731,61 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý ở trong Canada. Phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong một bản tin tiếp theo mời quý vị đón theo dõi.